Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra và đo đạc cái quạt điện hoặc là quạt bàn trong gia đình. Thì cấu tạo của cái quạt á, nó sẽ có hai phần, phần rotor và phần stator. Phần rotor á, là phần chuyển động, có nghĩa là phần quay ha, cái này quay nó chuyển động. Còn phần stator là cái phần đứng yên. Ở đây là cái cuộn dây của nó. Thì sau đây mình sẽ tiến hành đi kiểm tra phần stator. Khi mà các bạn muốn sửa chữa một cái quạt á, hoặc là các bạn mua một cái lõi như thế này, các bạn về thay cho cái quạt, chẳng hạn như cái quạt của các bạn bị cháy cái dây này, thì mình kiểm tra như thế nào? Ở bên ngoài nó sẽ bán sẵn nguyên cái cuộn dây như thế này, có đấu mấy cái đầu ra như vậy, mình mua về mình thay thế. Thì cấu tạo bên trong á, nó sẽ có các đầu dây màu đỏ nè, màu xám nè, màu trắng nè, màu vàng nè, vân vân. Thì đây á, cái dây màu xám của mình á, nó nối với nguồn AC 220V, nó đi qua một cái cuộn chạy ha. Một đầu á, nó sẽ nối lên với tụ 400V AC. Đây là cái tụ này. Thì đây nó cuốn qua cuộn dây, đây là cuộn chạy của nó. Tiếp theo nó nối với hai cái cuộn số, và nó nối chung với một cái cuộn đề, gọi là cái cuộn khởi động. Một đầu á, cái này gọi là cái dây đỏ, các bạn nhìn trên đây nè. Dây đỏ, nói chung là cuộn dây này có hai đầu, một là nó nối, một đầu nối với cuộn số, một đầu nó nối với một cái tụ này 2400V. Một cái tụ này á, nó có hai đầu, một đầu nối với dây đỏ nè, một đầu nối với dây xám ha, cái dây xám nè. Dây xám là dây và nguồn 220V. Ở trên đây là cấu tạo của phần stator của cái quạt bàn hoặc là quạt điện ha. Thì các bạn cứ chú ý cho mình đó, màu dây như màu xám là màu xanh, màu vàng, màu trắng hoặc màu đỏ, rồi để các bạn nối cho nó chính xác ha. Ngoài ra cái đây là cái phương pháp mà nhìn theo vòng màu. Trong trường hợp mà các bạn biết là mấy cái cuộn dây này nó không bị đứt, thì các bạn nhìn vòng màu, các bạn đấu dây cho nó dễ. Hoặc trường hợp mà các bạn mà không biết cái vòng dây này có bị đứt hay không, hoặc là cái trường hợp cái mấy cái màu sắc dây nè nó bay màu mình không nhận thấy, thì mình kiểm tra như thế nào? Thì sau đây mình sẽ tiến hành đo tổng trở ha, hoặc là đo ôm nè, xác định cuộn dây bị cháy hoặc bị đứt ha, bằng cách đo ôm ha. Mình đi bước thứ nhất là các bạn đo cái dây đỏ và dây xám, hoặc là hai đầu tụ. Đây là cái quạt của nó nha. Cái dây đỏ, dây xám, hoặc là các bạn đo trên hai đầu tụ này nè. Cái tụ 200V ha. Đo trên đây. Thì các bạn sẽ ra một cái tổng trở là cao nhất. Tại sao nó cao nhất? Tại vì nó nối từ cuộn chạy nè, nó nối thêm hai cuộn số mắc nối tiếp nhau, cuộn chạy, cuộn số, cuộn đề, nó nối là bốn cuộn ha. Nên cái tổng trở này, các bạn lấy VOM đồng hồ á, các bạn đo tổng trở này, chân này với chân đỏ này, cái đỏ xám nè, là cái tổng trở nó cao nhất. Tiếp đến á, các bạn đo cái dây xám xanh là tổng trở này nhỏ nhất ha. Cái dây xanh á thì mình quy định tùy ý ha. Ví dụ các bạn muốn số 1 á, đây cái dây xanh của nó là số 1 nè,
hoặc là các bạn muốn dây trắng thì các bạn đổi chiều lại, số 1 giữ số 1, số 3 các bạn đổi chiều qua lại cũng được ha. Như ví dụ như các bạn muốn số 1 mạnh nhất á, thì các bạn đổi dây xanh ha, hoặc là các bạn đổi dây trắng. Nói chung là các bạn đo sao á, cái tổng chở này nó nhỏ nhất. Khi mà cái tổng chở nhỏ càng nhỏ thì cái này á quạt nó quay quàng càng nhanh. Ở đây là cái switch chuyển mạch ha. Đây là công tắc chuyển mạch. Nè, số 0, số 1, 2, 3 nè. Thì trường hợp các bạn đo dây xám, dây xanh thì tổng chở nó ra nhỏ nhất. Đây là số 1. Còn như xám, dây vàng, các bạn tổng chở các bạn đo được là giá trị trung bình là cao hơn. Đây, tại vì nó nối mắc nối tiếp thêm vòng dây đó, thì dưới còn chạy một số. Khi mà chuyển mạch đó nó gạt qua đây là chỉ có cục chạy con số thôi, là tổng chở nó cao thứ hai là mức trung bình. Còn trường hợp á, còn trường hợp mà các bạn ở vị trí số 3 này thì nó sẽ gắn nó ba cuộn ha, từ cuộn chạy là cuộn số thêm hai cuộn số nữa. Như vậy á là cái vị trí số 3 á, là vị trí có tổng chở cao nhá, cao hơn vị trí số 2 ha. Như vậy ở vị trí số 2 là dây vàng, chắc chắn các bạn phải để dây vàng đây. Còn vị trí dây xanh, dây trắng á, các bạn đổi qua đổi lại được. Là các bạn muốn số 1 mạnh hoặc là số 3 mạnh á, thì các bạn đảo chiều ha, nó vẫn không thay đổi. Các bạn nhìn trên đây nè, phần starter. Khi mà các bạn mua cái starter này và các bạn thay thế thì nó sẽ có mấy cái đầu dây như thế này, nó cuốn sẵn cho mình luôn. Rồi nó ký hiệu cái vòng dây như màu đỏ nè, màu xám nè, màu xanh, màu vàng, màu trắng. Thì tất cả nó sẽ đều có cái màu dây như thế này. Thì các bạn mua về các bạn có thể đo tổng chở, coi vòng dây, màu dây á, rồi coi được dây này có bị đứt hay không, nếu đứt có thể đổi lại cũng được. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách đo trong trường hợp mà các bạn bị bay màu. Cái màu dây như thế này á, nó không có thấy màu được ha, các bạn không có phân biệt được cái màu nào, hoặc là các bạn đo kiểm tra coi cái quạt của mình đang chạy một ngày nào đó, nó dở chứng, nó không quay nữa mặc dù các bạn cắm điện vô. Rồi để mà đo ôm, đo tổng chở thì mình dùng cái đồng hồ số ha. Nhà các bạn có đồng hồ kim thì các bạn vẫn dùng tương tự. Mình chuyển sang audio. Đó. Khi mà các bạn xác định cuộn dây nó bị cháy, bị đứt á, thì các bạn đo ôm. Các bạn đo dây đỏ, dây sáng hoặc là đo trên hai đầu tụ. Cái tổng chở nó phải lớn nhất. Thì chắc chắn rồi, nó qua bốn cuộn dây luôn. Mỗi cuộn dây á, nó có một cái tổng chở riêng ha. Thì nó cộng, nó mắc nối tiếp nhau thì cộng 4 lần. 4 cái cuộn dây như thế này. Rồi, đây là cái tụ của nó. 20, 400 hoặc 450V. Khi mà trường hợp các bạn quạt các bạn á, nó bị hư, bị cháy, các bạn không biết là như thế nào, sao nó không quay nữa, thì mình tháo ra, mình đo hai đầu tụ. Hoặc là bạn tìm cái dây, dây đỏ, dây sáng cho mình. Mình tháo hai cái đầu tụ ra. Rồi các bạn đo tổng chở, còn nó lên bao nhiêu, chắc chắn là tổng chở mới cao nhất nha. Ở đây mình đo tổng chở được là 628 ohm, là dây đỏ, dây xám. Rồi ở đây mình sẽ ghi giá trị là 628 ohm. Đây giá trị của mình. Tiếp theo đây mình sẽ đi đo cái điện trở, cái dây xám, dây xanh, coi bao nhiêu.
như lúc nãy mình đã nói á, là giữa cái số 1, số 3 này nè, cái màu bị sắc dây á, chứ là quy ước thôi nha. Trường hợp các bạn muốn số 1 á, nó mạnh á, thì các bạn đổi qua đổi lại cũng được. Ở đây cái giá trị của mình đo được á, chia sáng chia xanh nè, cái tổng chở của nó là một là nhỏ nhất nè, hai là nó lớn hơn cái mức trung bình nè. Mức trung bình của mình thì xám như vàng nè, cái tổng chở đo được cao mức trung bình. Còn như xám như trắng á, là cái tổng chở đo cao hơn mức trung bình hoặc là nhỏ hơn mức trung bình. Thì hai cái giá trị này á, nói chung mình cháo dây đổi qua đổi lại á, để cho cái số 1 nó mạnh hơn hoặc là số 1 nó nhỏ nhất. À, số 1, số 3 các bạn đổi qua đổi lại được. Rồi, miễn sao là cái dây vàng của mình á là nằm mức trung bình ha. Đây, cái đầu dây của nó như thế này. Dây đỏ này á là cái dây nối với tụ. Dây xám này nè, đây đã nối như thế này. Mình bỏ qua bước này. Hôm nay mình đo dây đỏ với dây xám rồi. Rồi, tiếp theo đây mình đo cái tổng chở dây xám và dây xanh ha. Coi nó tổng chở nó bao nhiêu. Một là cao hơn, hai là nó lớn hơn cái mức trung bình ha, hoặc là nhỏ hơn mức trung bình. Nói chung vì qua cái công tắc này á, số 1, số 3 á, tùy mình chọn, tại vì cái này chuyển mạch á. Mình tùy ý mình lựa chọn cái vị trí thôi, không sao hết. Đây, dây xám, dây xanh. Rồi, mình đo được là 568 ohm. Xám xanh là 568 ha. 568. Rồi các bạn thấy không? Cái vị trí dây đỏ dây xám là cao nhất ha, 2628 ohm, có này là 568 ohm, dây xám dây xanh. Tiếp theo mình đo dây xám và dây vàng. Cái tổng chở nó ra bao nhiêu? Dây xám dây vàng mình đo tổng chở được 541 ohm. Là cái mức trung bình 541. Nè, giá trị lúc đầu là 628 ha, 568, 541. Còn giá trị dây xám dây trắng, tất trắng là phải nhỏ hơn, nhỏ nhất, nhỏ hơn cái mức trung bình này. Tại vì á, có mức cao mức thấp ha. Ở đây nè, nó đã lớn hơn giá trị trung bình rồi, thì ở đây phần phía dưới này á, phải nhỏ hơn giá trị trung bình. Mình đo dây xám và dây trắng. Xám trắng thì tổng chở của nó là 476 ohm. Đây là cái giá trị tổng chở thấp nhất. Như vậy chúng ta đã có một cái bảng giá trị như thế này, các bạn thấy không? Dây đỏ dây xám là phải chắc chắn cái giá trị tổng chở phải lớn nhất là 628 ohm. Tiếp đó dây xám, dây xanh, nói chung là vị trí số 1, số 3 này, xám xanh và xám trắng, thì mình có thể đảo vị trí, tại vì nó đi qua cái công tắc chuyển mạch, mình có thể đảo tùy ý nha. Như số 3 một mạnh đó, hoặc là các bạn cho số 3 mạnh đó thì bạn đảo chiều, coi nó trường hợp số nào mạnh đó thì hàng lại dây thôi. Còn cái vị trí số 2 dây vàng của mình đó là 541 ohm với trung bình ha. Còn cái mức này á, mức cao, một cái mức cao hơn mức giá trị trung bình, hoặc là cái giá trị thấp hơn mức giá trị trung bình. Hai cái vị trí này. Tiếp theo đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hàn vô cái hộp số hoặc là cái công tắc này, công tắc chuyển mạch á, bấm số 0, số 1, số 2, 3 ha.
ở đây rất dễ, các bạn nhìn vào sơ đồ các bạn biết được luôn. Đây cái đầu dây của nó như dây đỏ dây sáng của mình á, lúc nãy mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn hàng nối với tụ nè, dây đỏ dây sáng, đây là cái tụ của nó ha, các bạn nối với hai đầu dây vô. Còn giữa cái dây số 1, số 3 là cái dây trắng và dây xanh này á, thì các bạn đảo qua đảo lại cũng được, các bạn muốn số 1 mạnh hay số 3 mạnh tùy, nhưng mà cái số 2 là chắc chắn phải dây vàng rồi. À, cái tổng chở của mình đó là 541 ohm. Đây cái công tắc của nó, thì cái dây vàng ở vị trí số 2, cái vị trí giữa là vị trí số 2, thì các bạn hàng vô dây vàng. Rồi, còn ở trên đây vị trí số 1, số 3 gì đó, các bạn đảo chiều hai dây này, hai đầu dây này nè, dây trắng hoặc dây xanh gì á, các bạn tùy ý các bạn chọn. Như vậy đã xong. Đây số 1, số 2, số 3, số 1, số 2, số 3. Khi mà gạt cái vị trí này thẳng là số 0 ha. Đây vị trí số 0. Rồi, mình nấu như thế nào nữa? Cái dây sám này á sẽ nấu vào nguồn AC 220V. Một đầu dây AC nữa nối vào cái núm giữa của cái hộp số này và cái công tắc này. Đây cái núm này. Thế thì mình đấu thì sao? Rồi, ở đây mình có một cái sợi dây điện ha. AC 220V. Mình lấy một sợi. Mình đấu hàng vô chân giữa. Rồi, một cái dây đầu dây còn lại á, chứ bạn các bạn chỉ cần nối với dây xám, sợi dây xám này nè. Nối vô là ok. Như vậy đã xong ha. Mình lấy băng keo, mình cuốn cắt điện. Đây, mình cuốn lại cái mối nối này. Rồi tiếp theo mình lấy một miếng băng keo nữa mình dán, mình cho các bạn thấy là nó quay như thế nào ha. Mình dán cái đầu chụp, tại vì mình không gắn cánh quạt vô á. Như vậy là đã xong, mình lấy một cái ổ cắm, mình cắm điện vô. Đây là cái hộp số của nó nè. Mình làm cẩn thận nha, mình đừng có chạm vô nha. Khi mình cắm điện vô coi chừng nó bị giật á. Rồi. Đây vị trí số 0. Mình gạt qua. Đây, nó quay như thế này. Rồi mình chuyển qua số 2.
Và vị trí cuối cùng, các bạn nhìn cái tốc độ của nó, đó, vị trí số 2 nó quay mạnh hơn, vị trí số 3 nó quay mạnh nhất, à. Nó quay chậm lại, rồi tắt ha. Như vậy trên đây mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà kiểm tra và đo đạc cái quạt của mình coi nó bị đứt bị cháy hay không bằng cách đo tổng chở cái màu dây, hoặc là trường hợp mà các bạn không biết cái màu dây nó bị mất kìa thì các bạn cứ đo tổng chở rồi các bạn làm theo cái bảng này cho mình ha. Rồi các bạn biết được cách đấu với tụ nè 2400 mAh hoặc là đấu với hộp số như thế nào. Sau đây mình sẽ nói về một số ban hư hỏng thường gặp khi mà các bạn sử dụng quạt điện. Thứ nhất là quạt không quay thì các bạn kiểm tra cái phần stator, có nghĩa là các bạn kiểm tra cái tất cả các cuộn dây như thế này thì các bạn đo tổng chở giữa cái cuộn dây đỏ và dây sáng á, chắc chắn là cái tổng chở phải lớn nhất nha. Trường hợp mà các bạn đo không có tổng chở hoặc bị đứt mất á, là nó bị đứt cái bức tiếp dây rồi thì chắc chắn là cái quạt của mình nó không hoạt động nữa. Trường hợp kế tiếp mà các bạn hay gặp á, là trường hợp quạt bị kẹt cứng hoặc là bó lại, có nghĩa là cái trục này nè nó không quay, nó cứng ngắc à, nó không quay xoay tròn như thế này mà nó cứng cố định như vậy, các bạn lắc không nó không di chuyển á, thì chắc chắn á, là các bạn kiểm tra phần rotor là gồm có gì. Cái cốt nè, đây là cái cốt. Và cái bạc là cái bạc của nó. Trong tới quá trình hoạt động á là nó như cái cốt ở đây á nó bị mòn. Nha, như vị trí nó mòn á. Thì nó sẽ bó lại. Cái cục này cục bạc này cũng mòn luôn. Thì các bạn mua như vậy, tóm lại á, trong trường hợp mà cái quạt nó bị bó kẹt cứng, cái trục nó không quay được, cái phần rotor này nó không quay được, thì các bạn nên thay một bộ của nó là gồm hai cái bạc như thế này, hai bên, hai đầu, bên trên bên dưới, và một cái cốt. Cái này giá này khá rẻ ha. Thì mình mua ở các tiệm điện hoặc nếu ở Sài Gòn các bạn ra Nhật Tảo nó cũng có bán giá sỉ luôn. Đó. Nó mòn quá, nó bó lại, nó cái trục này nó không quay được. Còn chuẩn của nó là nó phải quay xoay như thế này. Các bạn mua hai cái bạc, hai đầu và một cái cốt. Và thay là các bạn fix được cái lỗi mà cái quạt của mình bị kẹt cứng bó lại ha. Mình thay cốt bạc luôn. Rồi, tóm lại video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa chữa quạt điện và cái phần cấu tạo của phần rotor và phần stator và cách đo tổng chở của cuộn dây trong quạt điện, coi kiểm tra coi nó bị cháy hoặc bị đứt hoặc là nó ổn như thế nào, rồi các bạn đấu dây vào cái công tắc ra sao. Video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.